Cả nhà sẵn sàng cho mình bắt đầu chữa nhá. Câu 41 này. Cho các kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kiếm. Tối nay mình chữa ra thêm 40 câu nữa nha. Chúc Thanh xe vào trong nhóm live VIP cho các bạn cùng học nhá. Cho kim loại này, kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại. Dẫn điện tốt nhất này. Là gì? Vàng à? Hay bạc? Bạc đầu tiên, chính xác Nguyễn Tài Anh. Bạc. Câu 42. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn là điều kiện thường? Glycine là amino acid thì là rắn. Anilin thì là lỏng. Được chưa? Triolein là gì nhỉ? Chất béo. Nhưng thằng này không no. Đúng chưa? Chất béo no thì là rắn. Chất béo không no thì là lỏng. Nên nó lỏng. Được chưa? Vậy chỉ có thể là anh nào? Gì nào? Chẳng hay rắn nhỉ? Chỉ có thể là anh glycine. Rắn này viện thường. Nào đứng đáp án này. Tiếp tục nhá. Câu tiếp theo, câu số 43 nè. Câu số 43. Để mình quan sát câu 43 nhá. Dung dịch COS4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa để điều chế 800g dịch COS4 5%. Thế đây này. COSO4 800g mà có 5% thôi thì mình có C% thì bằng M chất tan trên M dung dịch. Đúng chưa? Nhân với 100%. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được M chất tan thì bằng C% nhân với lại M dung dịch. Vậy nó sẽ bằng M chất tan sẽ bằng C% ở đây là 5%, 5 trên 100 thì còn 0,05. 0,05 nhân với M dung dịch. M dung dịch chúng ta bằng 800. Được chưa? 0,05 nhân 800 bằng 40. Được chưa? Vậy suy ra số mol của COS4 sẽ bằng là 40 chia cho phân tử khối. Đúng chưa? 40 chia phân tử khối lại chia cho 64 cộng với 96 bằng. Vậy là số mol bằng 0,25 thôi. Cũng tương ứng với lại chính thằng COS4. Ngậm thì bài bắt chúng ta ngậm mấy nước? 5 nước. Ngậm 5 nước nha. Vậy ở đây mình sẽ có này. Cũng là 0,25 nhân với phân tử khối. 64 cộng 96 cộng 18 nhân 5 bằng 62,5. Vậy khối lượng chúng ta bằng đáp án C. Đấy chưa? Các bạn ơi, các bạn đang theo dõi video livestream thầy xe này về tường. Xong rồi là tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream nhá. Được chưa? Để cho mà các bạn cũng có thể nhìn thấy thầy, để cho mà thầy cũng có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 44 nha. Câu số 44. Thầy tối nay thầy chữa 40 câu. Đấy. Những bạn nào mà muốn thầy chữa 40 câu thì chấm cái nhờ. Xong xe lại về tường nhá. Nhớ là xe về tường, không là tí thầy ẩn xe đấy. Tí thầy ẩn like đấy. Mấy cái thằng này là rất là hot nhá. Nên là xe lại về tường nhanh nhanh, không là tẹo nữa là thầy ẩn live stream nhá. Các em nhớ xe về ua like xong thầy ẩn đấy. Ô, thầy không ghim được cái bình luận lên đây luôn các em ạ. Bạn nào biết ghim bình luận ghim giúp thầy nhá. Mình có tiếp tục này, sang câu 44 này. Thủy phân 14,6g gliala. Đây là gliala. Thì tìm số mol nó bằng 14,6 này. Chia nhỏ. Phân tử khối của gli bằng 75. Phân tử khối của ala bằng 89. Giữa nó có một liên kết peptide, là bỏ đi một nước. Bỏ đi 18. Chia bằng 14,6 chia cho mảng đơn 75 cộng 89 trừ 18 bằng 0,1 mol. Mà cộng với NaOH thì thầy thu được này. Có phải phản ứng với NaOH thì gli phải bỏ đi một hydro, thêm một natri không?
Thu Hà xem vào trong nhóm lớp xong rồi là tag các bạn vào trong video livestream này giúp thầy nhá. Thu Hà. Tiếp tục là Ala. Bỏ đi một Iro cộng một Nari. Bảo toàn summon là 0.1, thế này là 0.1 này. Hay 0.1. Phải tìm được khối lượng luôn. 0.1 nhân bằng một đơn. Rồi đi 75. Trừ đi 1 cộng với 23 là cộng với 22. Cộng với 0.1 nhân 89 cộng 22 bằng 20.8. Vậy đáp án đúng mình là 20.8 nhá. Dễ không? Chúc thành rất tốt. Mình sẽ tiếp sang câu tiếp theo, câu số 45 này. Mình tiếp theo sang câu 45 này. Người hút thuốc là lá nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là gì nhỉ? Morphine, heroin, caffeine hay nicotine? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, nicotine. Câu 46. Nhận xét nào sau đây là không đúng? Trong phản ứng este hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm OH của axit carboxylic. Đúng. Đúng không? Phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm OH của axit carboxylic, chính xác. Không thể điều chế được phenylacetate từ phenylenone và axit acetic, chính xác, không điều chế được luôn. Phản ứng este hóa giữa axit carboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch, chính xác. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối và ancol, cái này sai. Tại sao? Nó có thể là muối và nước. Ví dụ như là thằng este của phenol. Sai là gì? Thấy chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 47. Câu tiếp theo câu số 47. Cho 17,6 gram hỗn hợp X gồm Fe và Cu. 17,6 gram hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Phản ứng với dung dịch HCl loãng. Dư. Lưu ý, đồng không tác dụng, chỉ sao tác dụng thôi. Thu được khí hydro. Số mol là 4,48 chia 2,4. Được chưa? 0,2. Vậy mình tìm được số mol sắt. 0,2. Dung dịch chứa mở gam muối. Vậy muối có thể là FeCl2. Bảo bằng sắt 0,2. 0,2. Chỗ này bạn nào dùng để chết. Thì bài học muối mà. 0,2 nhân mẫu đơn 56 cộng 71 bằng 25,4. Vậy đáp án đúng như nào? 25,4 gạ. Đấy, rất nhiều bạn dạy chết. Mình sang câu 48. Chất X có phân tử khối bằng 60. Chất X có phân tử khối bằng 60 chứa CH và O. Chất X phản ứng từ Vanari, NaOH và NaHCO3. Thế thì thằng này chắc chắn là đồ axit rồi, phản ứng NaOH. Mà phân tử khối bằng 60, vậy chỉ có thể là CH3COOH axit acetic. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đấy, rất cảm ơn các bạn đã xem video livestream thầy về này. Và tag tất cả các bạn, các em vào trong video livestream này. Cảm ơn tất cả các em. Các em nhớ xem video livestream về tường nhá, xong tag các bạn vào trong video livestream. Không phải tí nữa là livestream xong là thầy ẩn xem mất nhá. Ok, giúp thầy cũng chính là giúp cho tất cả các bạn của các em. Thầy muốn lan tỏa những điều mà thầy làm cho nên các bạn học thật giỏi hoài. Câu 49. Câu 49 có cực kỳ hay. Một skin cực kỳ kinh khủng. Bạn nào muốn xem skin này chấm cái thầy xem. Câu 49 này. Thầy có cellulose tinh bột thì đều chung là thầy đều biết là C6H10O5. Glucose là C6H12O6. Saccharose là C12H22O11. M gam cần oxy 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. Thu được CO2 H2O 0,1. Muốn tìm M là giá trị của bọn này, đặt ẩn A, B, C. Đúng chưa? Đặt ẩn A, B, C. Khi ta có ẩn A, B, C thì mình có này 1, 2, 3 ẩn. Một sự kiện, hai sự kiện, thầy bị đau họng hoàng hải nhá. Vậy khi mà thầy có hai ẩn, ba ẩn, hai sự kiện thì thầy bỏ đi một ẩn, bỏ này, vậy thầy còn này vào toàn hydro trước. 10a cộng 12b bằng 0,1 nhân 2. Được chưa? Tiếp tục nhá.
Tiếp tục nha. Bảo toàn carbon thì anh này là 6A này. Cộng anh này là 6B này. Sau đó thì bảo toàn oxy 5A cộng 6B cộng với 0,1125 x 2 thì bằng 6A cộng 6B x 2 cộng 0,1. Được chưa? Vậy ở đây thì sẽ có hệ, phương trình thì giải hệ 1, 2, 10 bằng này, 12 bằng này, 0,2 bằng này 5A cộng 6B. Thế là mình sẽ có là vứt sang bên này. Vậy là 12 trừ đi 5 bằng 12 trừ đi 6 bằng 0,1125 x 2 trừ 0,1 bằng A bằng 0,0125, B bằng 6,25 x 10 trừ 3. Vậy hoàn toàn mình tìm được M 0,0125 nhân 162 cộng 6,25 nhân 10 trừ 3 nhân 180 bằng 3,15 gam. Đáp án đúng đáp án gì? Các em hiểu bài không? Dễ không? Quá dễ đúng không? Mình sang tiếp nha. Câu tiếp theo. Câu 50. Benzin acetat là một FT có mùi thơm của hoa nhài. Thế thì vậy thì benzin acetat nó phải là CH3CO cộng benzin. Vậy đây đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Nha. Sang câu tiếp theo. Câu số 51. Câu số 51, một câu về điện phân. Câu số 51. Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Đấy. Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Điện cực trơ mà ngăn xốp bao điện cực với cường độ dòng điện. À vậy mình có này, số môn E trao đổi bằng IT trên S. Vậy bằng Y bằng 2,68, T bằng 2 giờ nhân 3600, F 96500, 0,1999 có phải 0,2 mol E trao đổi. Sau khi dừng điện phân, khối lượng dung dịch tạm M gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra đều khan, dư dung dịch MgCl2. MgCl2 mà điện phân thì tạo thành gì? Đấy, thì tạo thành magie bị điện phân không? Không. Đúng không? Magie không bị điện phân. MgOH 2 lần kết tụa cộng clo bay lên cộng hiro bay lên. Đúng chưa? Vậy đây phải cộng nước. Hai nước. Vậy ở đây mình có này, số me trao đổi bằng 0,2. Suy ra clo nhận 2E đúng không? Vậy là còn 0,1. 0,1 hydro. Đúng chưa? Và 0,1 mà gì? Mình có khối lượng dung dịch giảm M gam. M gam dung dịch giảm chính bằng khối lượng của MgOH 2 lần do kết tụa cộng khối lượng của clo do bay hơi cộng khối lượng của hydro do bay hơi và bằng MgOH 0,1 nhân 24 cộng 24 cộng 17 nhân 2 cộng 0,1 nhân 71 cộng 0,1 nhân 2 bằng 13,1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Và rất nhiều bạn làm nhầm câu này. Mình sang câu tiếp theo nha. Câu số 52. Câu số 52. Cho lên men 45g glucose để điều chế anconitilic. Glucose là C6H12O6. 45g chia 180, 0,25. Điều chế anconitilic 0,8. Hai thằng C2H5OH. Đúng chưa? Vậy mình có này, 0,25 x 2 bằng 0,5. Thuận nhân nhân 0,8 bằng 0,4. Đây cũng chính là CO2 đúng không?
Vậy thì tìm được VC2 bằng 0,4 nhân 2,4 thì bằng 8,96 lít. Chính xác. Trúc Thành đúng, chính xác. C, 8,96 lít. Đáp án đúng, đáp án C. Đấy toàn câu dễ thôi. Sang câu tiếp theo, câu số 53 nhé. 53. Hơi mở. Chắc là phải xem, em thử kiểm tra lại đường mạng của em xem chứ, của thầy vẫn ok. Nhờ. Các em thấy ok không? Nào, mình có sang câu tiếp theo. Mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu 53. Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn gồm CA này, MgO này, Na2O này, tác dụng hết với dung dịch HCl. Đủ. Thu được dung dịch A CaCl2, MgCl2, NaCl. Số mol NaCl bằng 23,4 chia cho mol đơn 23 cộng 35,5 bằng 0,4 mol. Các bạn yêu cầu tìm giá trị của V. Thế thì thầy cũng chưa kiểu này là A, B, C, 1, 2, 3, 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. Vậy mình hoàn toàn được gạch một lần. Biết được số mol NaCl, không được gạch Na được. Được chưa? Không được gạch Na được. Vậy ở đây mình sẽ có là gạch canxi hoặc MgO. Ở đây thì gạch MgO. Thì gạch kết quả này đúng không? Và anh này là A, anh này C thì anh này là A. Bảo toàn. Thì có hệ phương trình này. 40A. Cộng với 23 x 2. Cộng 16 bằng 62C. Bằng 26. Được chưa? Phương trình thứ hai mình có là bảo toàn natri. 2C thì bằng 0,4. Vậy nên mình tìm được C bằng 0,2. Mình còn là 26 trừ đi 62 nhân 0,2 bằng chia 40 bằng A bằng 0,34. Vậy thằng này bằng 0,34 này. C này của mình bằng 0,2 rồi. Vậy A bằng 0,34. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố clo. 0,34 nhân 2 cộng với 0,4 nhân 1 bằng 1,08. 1,08 chia 1. Thế lỗi à? Em đợi thầy một xíu nha, thầy nhìn lại xem nào. Ở đây có bị lỗi không nhỉ? Thầy có bị bấm nhầm hệ không nhỉ? Anh này mình có là 40A cộng với lại 46 cộng 16. 62C thì bằng 26, để bài cho bằng 26. Tiếp tục là ra 23,4. 23,4 chia cho mỏng đơn 23 cộng 35,5 bằng 0,4 mol. Đúng rồi. C bằng 0,2. Mình có là 26 trừ đi 0,2 nhân với lại 62 bằng chia 40 bằng 0,34. 0,34. 0,34, vậy hoàn toàn mình sẽ có 0,34 nhân 2 cộng với 0,4 bằng 1,08. Vậy ở đây chắc mình chọn đáp án gần đúng nhất. D. 1. Mà có ô là do thì đếm ẩn hay thì loại nhá. Câu 54. Câu 54. Dẫn 8,96 lít khí CO2. Mình tìm được số mol CO2 của mình bằng bao nhiêu nhỉ? 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4. Vào 600ml dung dịch CaH 2 lần. 0,5 nhân 0,6 bằng 0,3. Vậy ở đây mình có bài tập này, bài tập CO2 sục kiềm. OH trừ chia CO2 bằng 0,3 nhân 2 bằng 0,6 chia 0,4. 1,5. Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 là HCO3 trừ, 2 là CO32 trừ. 1,5. Vậy ở đây thì đặt, thì có này. Anh này 50-50. Vậy suy thằng này 1 thì thằng này là 1. 0,4 chia làm 2 phần, vậy mỗi phần bằng 0,2. 0,2. Thấy chưa? Kết tụa này cộng với canxi 2 cộng là 0,3. Vậy kết tụa là CaCO3 0,2 nhân 100 bằng 20. Đáp án đúng, đáp án gì? Thấy chưa?
câu 55. Câu 55. Có 4 lọ đựng hóa chất. 55. Có 4 lọ đựng hóa chất bất nhãn để nhận biết 4 chất lỏng trên thì chỉ cần dùng dung dịch nào? Chỉ cần dùng BA quá đây. BA hai lần vào NH4 2 lần S4 thì thu được kết tủa trắng và sủi bọt khí. Vào KS4 thì thu được kết tủa màu trắng. Vào NH4 NH3 thu được khí cao mắt không hiện tượng. Đáp án đúng chúng ta là C. Câu 56. Hợp chất nào sau đây tác dụng đối với vàng kim loại? Không chất nào. H2O đặc nóng không? H2O đặc nóng không? Nhưng D có D dung dịch nước cường toan thì có tác dụng nha. Câu 57. Câu 57. Điện phân 200ml dung dịch muối CuSO4 trong một thời gian. Điện phân 200ml dung dịch muối CuS4 trong thời gian. Thế có lượng dung dịch gì ạ? 8g. À, dung dịch sau phản ứng tác dụng H2S dư còn 9,6g kết tủa gen. Điều này chứng tỏ CuS4 điện phân chưa hết. Có này, CuS4 này, điện phân này thì tạo thành Cu cộng với oxy cộng với H2S4 2 1 2. Được chưa? Vậy mà dung dịch giảm. Thế đặt số mol CuS4 phản ứng là amon thì Cu tạo ra là amon, oxy là 0,5 amon. Chính bằng m của Cu cộng với m của O2. M của Cu bằng 64A. MO2 bằng 32 nhân 0,5 A. Như đề bài cho chúng ta thì bằng 8 A. Vậy thì ta tìm được A. 64 cộng với 32 nhân 0,5 bằng 80. 8 chia N, A bằng 0,1. Mặt khác, dung dịch sau khi điện phân tác dụng với lại H2S dư, vậy là chắc chắn có CuS4 chưa điện phân hết, cộng H2S thì ta thu được CuS. Được chưa? 9,6g kết tủa đen. 9,6 chia cho 32 cộng với lại 64 0,1. Vậy ngay lập tức mình tìm được số mol CuS4 bằng 0,1 nữa. Vậy tổng số mol của CuS4 bằng 0,2. Vậy tìm được nồng độ bằng 0,2 chia cho 0,2 thì bằng 1. Ta bắt đúng đáp án C. Câu 58. Câu 58. Cho CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO này, Al2O3 này, MgO này thì thu được này, chất rắn này. CuO phản ứng Al2O3 không, MgO không, bởi vì bọn này là oxit đứng trước nhôm. Vậy chất rắn thì là đồng Al2O3 MgO. Đồng Al2O3 MgO. Đáp án đúng đáp án gì? Ok. Các bạn hiện tại thì tôi khá là đau học. Đau học. Nên là chắc khả năng cao để chữa nốt câu 59. Rồi thầy xin phép các em thầy nghỉ. Tối mai chúng ta vẫn quậy đề như bình thường. Tối nay là thầy tiện thể thầy được nghỉ. Thầy ở nhà thầy live stream bù cho các em. Nên có thể là nhiều bạn không biết, đúng không? Thì tối mai chúng ta vẫn live stream như bình thường. Chúng ta sẽ giải một cái đề cực kỳ hay, cực kỳ khó nhá. Tí là thầy sẽ đăng cái đề lên. Thầy chữa nốt câu 59 cho chúng ta. Điện phân với hai điện cực trơ dung dịch PS bằng 2 thì lượng vàng bán ở cathode bằng bao nhiêu? Viết phương trình này. AgNO3 điện phân thì tạo thành Ag cộng với lại oxy cộng với lại HNO3 4. Được chưa? PH bằng 2 suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2 suy ra số mol H cộng bằng CM bằng N trên V, N bằng CM nhân V, 10 mũ trừ 2 nhân 0,2. Vậy này bằng 0,002. Suy ra số mol bạc 0,002 nhân 108 0,216. Đáp án đúng đáp án C.
Lan ơi, Lan yếu phần kim loại inbox cho thầy nhá. Các em nhớ xe lại về tường một tí cho thầy ẩn xe. Nhớ xe video live stream về tường và nhớ hẹn của chúng ta tối mai chúng ta sẽ có một buổi làm đề thi thử nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em. Giờ thầy đi dưỡng học để chuẩn bị tối mai chiến đấu cùng các em.